giật giật cái bánh làm cái cá kéo hai giấy nó đang khó mà mồm ra. Ô mà coi cái gì đây, ô con khỏe vậy ta, cái giò cần của bắp quá cơ bên ơi, đó cần mở khác đi, cần mua có 70 ngàn. 70 ngàn hả, hèn chiêu dám giật sợ gãy cành, đúng rồi đây cá nhiều đó các bạn ơi. Anh em tôi đang chuẩn bị là ta bơm nước để bị bắt cá các bạn. Đây là mùa cá bội thu nha các bạn. Hồ nước mình sắp cạn rồi các bạn ơi, bơm nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ, cá nổi nè. Ô oh, cá luôn, từng bầy luôn. Còn này nước là cạn rồi nè, cá này hơi bị nhiều đó các bạn. Này cái nửa tiếng nữa mới cạn, mày vòng rồng nè, hút vòng rồng lên em ta, hút lên nữa, như bảy vòng rồng to to nữa. Đây chắc như có cá lóc to đây, nằm nữa. Quá wow, được. Đi vào luôn. Quá wow, quá to luôn. À, lá này nhiều phía trời. Phải được thêm một chút nữa. Nó quất đủ má rách vào luôn. Mình dính vô với bơm rồi kìa. Thay đổi cho đi vô hai chú bị nhiều quá. Thêm một chút nữa. Đổi vô. Chụp vô hả? Bắt nó đi.
Để cháu qua bắt 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 Đây đây là những gì mà cuộc hành trình sáng giờ anh em chúng tôi bắt được cuối hồ mà bắt được này các bạn, hơi bị nhiều các bạn, quá trời luôn nè, bị khủng luôn. Nhảy sâu giả luôn. Này cái này là cá gì ta? Thăng lát thì chấm 8 chấm có 10 có mười mấy chấm luôn các bạn, thì bị đẹp luôn các bạn. Chấm cho đó là thăng lát. Lát đâu mày? Có gì đó. Đồ má, tí bắp về luôn. Sao để có làm gì vậy? Ủa
Con này được nè, con này không bị chấm. Sáng giờ mày mò thì sáng giờ bắt được mớ cá đó các bạn. Đây gì mà lại chia sẻ các bạn về hành trình mà hút ao này mà bắt cá hơi bị nhiều. Rồi là chào các bạn trong những video tiếp theo nha.